Video làm rất ngắn nhưng mà mình vẫn làm trên đoạn này bởi vì chắc anh em nào ngấm đoạn rồi thì không biết một số cái tốt mà quay xong phát là nên sập luôn đó, là mình vẫn làm tiếp đoạn này để cho anh em nhìn cho nó rõ. Nhanh một phút chậm ở đây nhiều phát không đỡ được.